cuộc sống của những người nghèo vốn đã khó khăn. Họ càng vất vả hơn khi bản thân hoặc người thân mắc bệnh phải nằm viện điều trị dài ngày. Để san sẻ bớt khó khăn với người bệnh, tại thành phố Đà Nẵng, thời gian vừa qua, bếp ăn từ thiện Chùa Tân Thành được hình thành và hoạt động thường xuyên. Cũng từ đây, nhiều mảnh đời khó khăn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của những người con Phật. Từ đó có thêm động lực để chống chọi với bệnh tật. Đã thành thông lệ, hai tuần một lần, bếp ăn yêu thương tại Chùa Tân Thành, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đều đỏ lửa. Tuần này, chùa chuẩn bị 500 suất ăn tặng cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Dù phải thức dậy từ rất sớm, nhưng các Phật tử, ai đấy đều rất vui, hoan hỉ vì có thể góp chút sức nhỏ giúp đỡ người bệnh trong lúc khó khăn hoạn nạn. Chùa Tân Thành trong các chương trình từ thiện của mình hàng tháng hai kỳ chủ nhật chuẩn bị những các suất ăn đến cho các bệnh nhân, các những người lao động khó khăn, những gia đình nghèo, thì những bữa ăn tuy nhỏ nhưng nó cũng một phần nào đó đem đến cái niềm an vui, mong muốn gửi gắm đến cái ngoài cái món ăn đó là cái tinh thần để cho mọi người vui sống vượt qua những cái hoàn cảnh bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời này. Bệnh nhân tại đây đều là phụ nữ và các em nhỏ. Chùa nấu súp, chuẩn bị nước, hoa quả tráng miệng để bệnh nhân dễ ăn hơn. Chỉ là các phần ăn đơn giản nhưng được chăm chút từ đôi bàn tay, tấm lòng và trái tim nhân ái của người con Phật, với hy vọng tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để bệnh nhân vượt qua bệnh tật. Cảm ơn, chúng tôi là những bệnh nhân nằm ở 600 giường, hôm nay được đội từ thiện của các quý mạnh thường quân giúp đỡ cho chúng tôi những suất ăn từ thiện. Tuy là không nhiều nhưng đây là những tấm lòng cũng như rất là quý giá của các nhà hảo tâm. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi đánh giá rất là cao về cái suất ăn của Thiện nguyện Tân Thành đã dành cho những bệnh nhân cũng như người nhà hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Qua những suất ăn như vậy thì đã giúp được bệnh nhân rất là nhiều. Nhiều gia đình tới đây họ chữa bệnh ở rất là xa, không phải là ở Đà Nẵng mình đâu, các tỉnh lân cận nữa. Trong xã hội còn rất nhiều gia đình khó khăn, thiếu thốn, nhiều hoàn cảnh rất đáng thương. Vì vậy, những bữa ăn từ thiện của các chùa là rất cần thiết. Mong rằng bếp ăn từ thiện Chùa Tân Thành sẽ luôn đỏ lửa để có thêm nhiều người khó khăn được giúp đỡ.